Hello, xin chào cả nhà. Mình là Thanh Quá, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Cảm ơn lời chúc, cảm ơn các khách đã ủng hộ kênh đi gia dụng Nhật của Thanh Quá trong thời gian qua ha. Hôm nay mình đáp ứng nhu cầu của khách, mình sẽ test một cái em nồi này nè, nào kêu loại gì không biết nữa. Lẩu hầm hay là nấu gì cũng được, nói chung là nó nhiệt độ nó lên giống như than vậy đó. Nấu hầm, nướng, chiên, xào gì cũng được ha. Giờ trước là mình sẽ quay mặt kiến ha. Ok ha, không có bị răng nứt bở gì trơn nha quý khách. Lưu ý giùm mình điều này nha. Rồi, đợi nó quên bên đi. Ha, cái thứ hai là cái son ha. Son cũng còn ok, rất là đẹp ha. Cũng không bởi răng nứt gì hết nha. Đây, máy móc một điều cam kết là máy móc nguyên zin nha. Cũ mới gì á, bán nguyên zin. Không zin, mình nói không zin nha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp ha. Em này mình bán giá là 700.000. Quý khách nào không lấy dây nguồn, mình trừ ra 150.000 nha. Không lấy dây nguồn, trừ ra 150.000, còn 550.000 nha. Mua nguyên bộ là 700.000 giùm mình. Em này là của dòng xanh vô ha, HBSG57R ha. Đây nó có đẩy chỉ nữa ha. Đơn giản lắm, giờ mình bật điện lên ha. Đây mình đo chính thức cho quý khách xem cái tạm nhiệt độ 26 độ ha, đúng không nè. Không có lên nhiệt độ đúng không quý khách? Ok nha. Mình cứ bật 50% đi, 180 độ đi. 80, 160, 180, 200, 203. Cái này ăn lẩu, nấu lẩu vẫn được nha. Lẩu đợi nước rồi vô nấu nóng, nhiệt độ sôi mình giảm lại. Chiên, xào, hấp cái gì cũng được, rất là tiện lợi ha. Thằng này nó mắc không biết từ có chút xíu mà nó tiện. Giờ không biết nóng chưa, giờ mình cứ đo đi, liêu ghiêu đi ha. Rồi giảm đi, nó đang lên từ từ ha. Tại lúc đầu thì nó hơi nóng, hơi lâu chút, nó áp sát cái này hơi lâu nóng. Đó, chỗ này nó ấm ấm rồi nè. Nó nóng được cái là nóng dữ lắm nha. Tại mình bắt mới có 50% của nó hả, không quắt hết ha. Nè, 28 độ ha. Ha, nó lên ha. Rất là tiết kiệm ha. Ăn cái lẩu này không biết bao nhiêu người ăn à. Đây lên ha. Buông ra là nhiệt độ giảm nó liền nghe quá khắc. Ok hết ha. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ qua mình Zalo, Facebook, YouTube Chợ Tốt và mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em này của xanh vô Nhật nghe quý khách. Nhớ giùm mình ha, con này là 700 nguyên bộ ha. Còn không lấy dây nguồn mình sẽ trừ ra thẳng 150.000. Cái dây nguồn này nó mắc lắm, nó không có. Rồi, cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.